Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kimotun. Ở clip hôm nay thì mình lại đi review và khui hồn một sản phẩm mới. Và một cái sản phẩm này là một tên tuổi mới, cũng mới xuất hiện ở trên thị trường nhưng nó có được một cái tiếng vang nhất định ở trên thị trường hiện tại. Và cái mẫu sản phẩm này cũng được khá nhiều các anh em tin dùng và đã lắp và trải nghiệm ở trên các cái dòng xe phổ thông hiện tại ở trên thị trường hiện nay. Và hiện tại thì bên mình đang bày ở trên bàn làm việc của mình vài cái mẫu hộp của cái MB này. Và bây giờ là chúng ta cùng nhau đi xăm soi và khui hộp cái sản phẩm này để cùng nhau xem cái sản phẩm này nó có cái gì và cái mức giá của nó như thế nào để các anh em cùng tham khảo và có thể là tự tay mình độ lên chiếc xe thân yêu của mình để tăng sáng. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi và khui hộp cái sản phẩm này. Trên bàn làm việc của mình thì hiện tại mình đang để cái hộp có cái màu sắc cực kỳ là đẹp và bắt mắt, nó chính là cái hộp CM Auto. Thì cái bi này thì hiện tại nó là một cái sản phẩm khá là mới. Thì ở bên hông bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một số các cái phần thông số ở đây. Và ở phía mặt hông bên này không có gì. Ở bên này chúng ta sẽ nhìn thấy cái tên của cái thương hiệu này. Và cái sản phẩm này nó được xuất xứ tại Trung Quốc các bác nhé. Sản phẩm này được xuất xứ tại Trung Quốc. Nó là bản hàng nội địa của Trung Quốc. Và đã được một công ty chuyên về các cái lĩnh vực nâng cấp ánh sáng, một công ty cũng khá là uy tín ở Việt Nam, họ đã nhập về và họ đã bắn cả tên thương hiệu của người ta vào cái bi này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái sản phẩm này xem là nó như thế nào. Một chiếc hộp được đóng rất là cầu kỳ các bác nhé. Khi mở hộp ra thì ở trong này nó sẽ có cái phần nêm cạc do bên em có để thêm vào. Thì bên em có bán ở trên Shopee, Lazada. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại em để ở cái phần nêm cạc ở đây. Cũng như ở trên góc màn hình thì bên em sẽ ship hàng đến tận tay cho các bác. Và bên em sẽ set up cho các bác một cái cấu hình ngon bổ rẻ phù hợp với lại cái tầm tiền và cái mẫu xe của các bác đang sử dụng. Và tiếp theo, ở trong hộp thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái lớp chống sốc khá là dày dặn. Ở đây được ngăn cách hai cái bi. Thì khi vận chuyển thì nó sẽ rất là yên tâm cho chúng ta khi mà vận chuyển đường dài, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái bi ở phía bên trong này. Và tất nhiên rồi, một hộp thì chúng ta sẽ có hai phần bi. Và bây giờ là em sẽ khui cái hộp của chúng ta lên. Đó, nhà sản xuất người ta có trang bị thêm cho chúng ta một cái lớp túi ni lông như thế này, nó đỡ bị bụi vào trong những cái phần bi. Và đây là MB của chúng ta. Rồi thì em sẽ khui cả hai MB lên. Ở trong hộp của chúng ta nó chỉ có hai MB thôi. Đó, nhìn khá là đẹp và bắt mắt. Và đây sẽ là hình thức của MB này, thì em sẽ quay qua một vòng cho các bác coi. Khá là ok. Rồi như thường lệ thì em sẽ đi sâu một vòng từ phía đằng trước cho đến phía đằng sau cái MB này. Và cái MB này nó có một cái sự tùy biến cực kỳ là cao. Và ở gần cuối video thì em sẽ nêu cái sự tùy biến đó. Thì như các bác có thể nhìn thấy là ở phía mặt tiền của MB này được sở hữu một em thấu kính có size là 3.0 inch. Và em thấu kính này được trắng một lớp AR. Đó, một lớp AR màu xanh tím cực kỳ là đẹp. Em này là màu xanh tím nhạt các bác nhá. So với các mẫu khác thì họ tráng một cái lớp màu xanh tím đậm. Thì cái màu xanh tím nhạt này nó nhìn nó khá là đẹp. Và em thích cái màu xanh tím nhạt này hơn. Bởi vì là nhìn cái bi nó trong. Nhìn cái bi nó trong nó sẽ tạo ra một cái độ xịn nhất định cho cái phần thấu kính này. Còn nếu mà MB này nếu mà nó màu xanh đậm quá thì nhìn nó không có cái độ xịn mà không có cái độ sâu khi chúng ta nhìn từ ngoài này vào cái phần thấu kính. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhìn sang cái phần housing ở đây. Nó chính là cái phần giá để giữ cái phần thấu kính với lại cái phần bi ở đây. Nó sẽ chính là một cái phần gọi là cái phần tiêu cự. Đó. Thì cái MB nó đưa ánh sáng xuống mặt đường nó có chuẩn hay không, đường cắt nó có đẹp hay không và ánh sáng nó có gom hay không, nó chính là nhờ cái phần bầu housing ở đây, nó sẽ là cái tiêu cự. Nếu như cùng là một MB này và một cái thấu kính này và mình sẽ thay đổi chiều cao của cái phần pad để giữ cái phần thấu kính ở đây, thay đổi thì cái phần ánh sáng nó đưa xuống mặt đường nó cũng sẽ thay đổi. Và nhà sản xuất thì người ta sẽ tính toán ở cái mức độ hợp lý nhất đối với phần ánh sáng của MB này, khi mà được qua cái phần thấu kính nó khuếch đại ánh sáng và nó đưa xuống mặt đường nó sẽ là tối ưu nhất có thể. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở mặt dưới này, cái phần đen đen nhỏ nhỏ mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây, thì đây chính là phần cơ cấu mặt chập để thay đổi chế độ pha cốt. Và tiếp theo ở dưới mặt dưới này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái logo được viết một cái dòng chữ khá là to, VFast V1. Thì cái công ty VFast này là một cái đơn vị chuyên nhập các cái sản phẩm bi LED ở bên thị trường nước ngoài về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Và công ty VFast đã bảo hành cho cái sản phẩm này của chúng ta khi mà được cấp ra thị trường, cũng như là các bác mua về để lắp lên những cái chiếc xe thân yêu của bác. Thời gian bảo hành lên đến là 2 năm. 2 năm các bác nhé, thời gian bảo hành là 2 năm khá là lâu. So với mặt bằng chung của các loại bi được nhập khẩu, nó chính xác là nhập từ bên Trung Quốc về, thì các vòng bi đó thì thường nó sẽ có thời gian bảo hành chỉ là 1 năm thôi. Nhưng cái sản phẩm này thì công ty VFast của chúng ta tự tin bảo hành em này với thời gian gấp đôi, nó chính là 2 năm. Thì cái sản phẩm này thì các bác cũng có thể hiểu là cái chất lượng cũng như là cái độ bền cũng như là cái phần ánh sáng nó đưa xuống mặt đường là như thế nào rồi đúng không ạ? Đó, thì ở cuối video thì em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi VFast V1 này cho các bác coi. Và cái mẫu bi VFast V1 này thì sẽ là sử dụng điện áp là 12V và công suất sẽ là 55W ở chế độ bật mắt. Chế độ bật mắt là gì? Là khi chúng ta sẽ dương pha lên. Thì khi chúng ta dương pha lên thì MB này nó sẽ có thêm một cái phần trợ pha, cho nên là cái phần ánh sáng nó sẽ được đẩy xa hơn, mạnh hơn. Rồi, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn sang phần hông bên này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy MB này nó có một cái thiết kế khá là cục mịch, nó khá là đầm chắc. Thì các bác có thể nhìn thấy là ở đây nó có cái phần cánh tản nhiệt ở đây.
thì nó được ôm từ trên xuống dưới, nó bao bọc xung quanh đó. Và tiếp theo thì ở phía mặt trên này chúng ta sẽ thấy được một cái phần mà họ làm cực kỳ là đẹp. Ở đây thì cũng có logo của VPhat V1 và cái số thứ tự ở đây. Thì cái số thứ tự ở đây nó sẽ được đánh theo cái số thứ tự của nhà nhập hàng về. Thì điển hình ở đây nó chính là công ty VPhat. Thì ở đây thì các bác có thể thấy là quả ở đây em bóc cùng một hộp thì ở đây nó có số 51 và ở đây có số 52. Đó, 21G. Thì cái này nó chính là cái mã seri để quản lý và bảo hành cho các bác. Đó, thì thường là khi các bác mua một cái sản phẩm billet này về để gắn cho những cái chiếc xe ô tô thì các bác sẽ phải nhập, các bác sẽ phải đặt hàng là một cặp, và một cặp thì nó sẽ có số thứ tự tính theo cặp như thế này. Đó, khá là hay. Về cái cách quản lý như thế này thì nó khá là ok. Và cái sản phẩm này sẽ là được bảo hành, là đổi mới trong thời gian bảo hành. Nếu như cái sản phẩm này nó bị gặp một cái lỗi trục trặc gì đó thì sẽ được bên công ty VPhat họ sẽ đổi mới cho các bác. Đó, cực kỳ là hay. Và tiếp theo thì các bác sẽ nhìn thấy ở trong nó sẽ có cái phần chụp xi ở đây, để nó là cái phần mà đưa cái phần ánh sáng ở chế độ cốt. Và ở trên này thì người ta có làm một cái phần nhôm CNC khá là đẹp và sắc sảo. Cái nhôm này thì nó là nhôm chất liệu seri 7000, khá là cứng vững. Và các bác có thể nhìn thấy là em này được phay dạng nhôm sần rất là đẹp. Và ở phía bên này thì các bác có thể nhìn thấy là em nó có một cái pad cực kỳ là dày, rất là dày các bác nhá. Ở đây em quay ngang thì các bác có thể thấy là rất là dày. Như thế này thì nó sẽ cực kỳ là cứng vững khi mà chúng ta lắp lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta ấy, thì nó sẽ không có hiện tượng bị rung lắc gì do cái pad nó yếu. Vì cái MB này được làm bằng cái pad bằng nhôm như thế này, cực kỳ là dày và cứng vững, thì nó sẽ là yên tâm tuyệt đối khi chúng ta lắp lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Và tiếp theo ở phía đằng sau này thì các bác sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một đoạn gen như thế này, và ở đây nó sẽ có luôn một con ốc, nhà sản xuất thì người ta lắp luôn vào đây cho các bác rồi. Thì cái em gen này nó sẽ rất là hay và nó có độ tùy biến rất là cao khi mà các bác lắp lên những cái chiếc xe phổ thông chân H4, ví dụ là một số chiếc xe Kia Morning này, hoặc là những chiếc Hyundai i10, hoặc là những chiếc Innova, thì các bác có thể lắp như zin. Thì các bác chỉ cần nhấc cái chóa kính, chóa đèn ra và các bác cho bi này vào và vặn ốc lại, vậy là xong. Đó, rất là hay. Và em này nó có sẽ có một cái độ tùy biến khá là cao. Tiếp theo nữa là gì, là chúng ta có thể tháo bốn con ốc này ra. Thì ở đây em có một cái MB mà em đã tháo sẵn cái phần ốc ở đằng sau rồi. Đó, thì MB này thì khi chúng ta tháo cái phần ốc ở phía đằng sau này ra thì sẽ được một cái sản phẩm nó cực kỳ là ngắn gọn như thế này. Nó rất là ngắn đối với lại cái phân khúc bi 3.0 inch. Thì cái MB này hiện tại đang là cái mẫu bi ngắn nhất ở trên thị trường hiện tại. Chính vì cái độ tùy biến cao cộng với lại cái phần ánh sáng của em này khá là ok, cho nên cái sản phẩm này đang được khá là nhiều các bác tài lựa chọn với một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn. Giá niêm yết của cái sản phẩm này khi mà được công ty bán ra thị trường nó có mức giá cũng khá là ok cho một đôi bi. Một đôi bi có nghĩa là 2 MB các bác nhá. 2 MB này giá niêm yết là 3,5 triệu đồng, và cái giá hiện tại là bên em đang cung cấp ra thị trường cho các bác với cái mức giá là 3,2 triệu đồng cộng thêm là quà tặng. Đó, thì khá là ok. Thì cái mức giá này hiện tại là do bên công ty VPhat người ta đang có chương trình khuyến mại áp dụng cho các đại lý, và các đại lý thì ví dụ như bên em sẽ khuyến mại lại cho các bác với cái mức giá là 3,2 triệu đồng cho một cặp như thế này. Và hơn thế nữa, bên em sẽ tặng kèm cho các bác là gì? Khi các bác order một cặp bi như này thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác là hai phần chụp xi cộng với hai cái vòng mắt quỷ. Hai cái chụp xi là khi chúng ta lắp bi lên những cái pha đèn như thế này thì nó sẽ khá là trơ, đúng không ạ? Thì bên em sẽ tặng cho các bác cái chụp xi để các bác chụp lên đây. Rồi, thì khi các bác order một cái phần bi như thế này về để lắp cho những cái chiếc xe thân yêu của các bác thì các bác có thể là chia sẻ với em, có thể là Zalo hoặc là Messenger, và chụp ảnh cái pha đèn của các bác để các bác có thể gửi cái hình ảnh đó cho em. Dựa vào cái hình ảnh các bác gửi đó thì bên em sẽ tư vấn và sẽ chọn cho các bác một cái mẫu chụp xi sao cho nó phù hợp để các bác có thể gắn lên chiếc xe thân yêu của các bác nó đẹp nhất có thể, và bên em sẽ tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật khi các bác lắp đặt. Đó, cực kỳ là ok đúng không ạ? Và cái sản phẩm này các bác có thể là order về để gắn cho những cái chiếc xe máy thân yêu của bác, và những cái sản phẩm nó ngắn như thế này thì các bác sẽ rất là dễ để lắp lên những cái chiếc xe máy thân yêu. Các bác có thể biết là ở trên những cái chiếc xe máy thân yêu của chúng ta ấy, thì cái phần đầu đèn nó khá là nhỏ, khá là chật. Thì khi chúng ta lắp những cái loại bi khác nó có cái chiều dài, ví dụ nó dài đến đây, thì nó sẽ hay bị đụng và cấn vào cái phần đồng hồ. Nhưng khi em bi này các bác có thể tháo cái phần đuôi H4 ở đằng sau ra, nó chính là cái phần gen ở đây. Thì khi các bác tháo ra thì chúng ta sẽ được một cái em bi nó sẽ ngắn như thế này. Nó ngắn như thế này nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta độ đẽo lên những cái chiếc xe máy phổ thông, những cái chiếc xe số, những cái đầu đèn nó khá là nhỏ như thế thì nó rất là ok. Thì ở clip sau thì em cũng sẽ có một cái video show một MB này khi mà lắp vào một cái chiếc chóa đèn của những cái chiếc xe máy phổ thông. Thì ở đây thì em sẽ có thể là em sẽ lắp lên một cái chiếc chóa của cái chiếc xe Way, nó có cái bộ đầu nó khá là ngắn, nó sẽ rất là kén bi. Thì em sẽ lắp một cái MB này vào một cái chóa đèn như thế thì các bác có thể biết là nó sẽ là ok như thế nào. Và bây giờ em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái MB này với cái mức giá chỉ hơn 3 triệu đồng cho một cặp bi, thì cái phần ánh sáng của nó đưa ra như thế nào, cái lý do tại sao được các bác tài và các anh em yêu thích độ đẽo trên toàn quốc sử dụng nó nhiều đến như thế. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế. Cái mà em mong chờ nhất ở cái MB này là gì? Cái phần ánh sáng của nó, chứ không phải là cái mức giá nó đưa ra. Tất nhiên cái mức giá nó đưa ra tốt thì cái phần ánh sáng nó cũng phải tốt theo thì nó mới là mỹ mãn, còn cái mức giá mà đưa ra mà rẻ mà cái phần ánh sáng nó lại tệ thì cũng không nên mua các bác nhé.
Đó, thì cái gì nó cũng phải hài hòa. Thứ nhất là cái giá thành cộng với lại cái chất lượng ánh sáng cũng như là cái độ bền của em này, nó phải đảm bảo các cái tiêu chí là ngon, bổ, rẻ, thì các bác hãy nên cân nhắc đến em này. Còn nếu mà nó rẻ mà nó không ngon, cái phần ánh sáng của nó không ra gì thì chúng ta cũng không nên mua. Như thế nó sẽ rất là lãng phí. Với cái sản phẩm này, cái mức giá đưa ra chỉ hơn 3 triệu đồng mà cái thời gian bảo hành lên đến là 2 năm, 24 tháng như thế. Cái thời gian nó khá là lâu, cho nên là chúng ta sẽ cực kỳ là yên tâm trong cái thời gian mà chúng ta đi một đôi bi này được bảo hành những 2 năm, khá là ok. Và cái thương hiệu VPhat ở Việt Nam này nó là một cái thương hiệu, thì nếu mà nói về thương hiệu mới thì ở đây thì có sẽ có rất nhiều các bác không biết đến cái sản phẩm này cũng như là cái thương hiệu này, bởi vì ở bên bọn em nó là thợ thì bọn em mới biết đến những cái thương hiệu này, còn thường là khách hàng họ sẽ không không nắm được những cái tên và cũng như là những cái thương hiệu và cũng như là những cái đơn vị xuất nhập khẩu như thế nào để mà lựa chọn đó. Thì qua những người như bên em thì bên em sẽ review và khui hộp và chi tiết các cái sản phẩm như thế này, thì các bác sẽ có một cái sự cân nhắc, một cái sự lựa chọn hợp lý nhất về cái túi tiền cũng như là cái phần ánh sáng cũng như là cái phần tăng sáng của MB này. Và em xin phép là em sẽ chia sẻ và nhấn mạnh thêm một lần nữa là MB này nó có cái phần trợ sáng các bác nhá, nó là giải chip LED 6 cộng 3, nó là 9 chip LED trên một MB này, thì cái đường ánh sáng nó đưa ra nó cực kỳ là ok. Ánh sáng nó đưa ra ở chế độ pha khá là mạnh, và chế độ cốt của em này nó có một cái đường cắt ngang ở phía chân nó cực kỳ là đẹp đó. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của em này, và ở cuối video thì em sẽ có một đoạn video clip show hàng em này, có nghĩa là em sẽ tháo từng cái con ốc này ra và em sẽ quay cái phần nội thất ở phía bên trong cái MB này để cho các bác có thể là chiêm ngưỡng được cái MB này, cái kết cấu và cái phần nội thất ở trong này nó có ok không, nó có đáng tiền với cái mức giá nó chỉ có 3,2 triệu đồng được cộng thêm những cái phần quà tặng khá là ok. Rồi cảm ơn các bác. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế. Rồi, bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu bi cầu 3.0 inch hàng cực kỳ hot hit hiện nay trên thị trường. Nó chính là cái mẫu VFast có cái mã là V1. Và hiện tại thì em đang để trên cái chân quay của em đây, thì em đang chiếu ánh sáng xuống mặt đường. Và cái chiều cao giả lập như thế này thì nó sẽ phù hợp với chiều cao của một cái chiếc ô tô hoặc là một chiếc xe máy. Thì với cái chiều cao này thì các bác có thể nhìn rõ là cái phần ánh sáng của em bi này nó xuống mặt đường có cái chế độ cốt khá là rộng. Và ở phía đằng xa kia thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần đường cắt chỗ cái xe máy người ta đi ngược chiều đó. Và cái phần ánh sáng này nó sẽ không gây chói mắt cho những cái người đi ngược chiều. Đó, em đứng ở cái vị trí này thì các bác sẽ quan sát mặt đường nó sẽ tốt hơn. Thì hiện tại ở trên mặt đường nó có khá là nhiều những cái người người ta đi ngược chiều, nhưng cái phần ánh sáng này nó khá là đảm bảo, nó sẽ chống chói cực kỳ là tốt và hiệu quả cho những cái chiếc xe của chúng ta khi mà lắp lên những cái phần đi như thế này để tăng cái phần ánh sáng khi mà những cái chiếc xe của chúng ta đi lâu năm cái phần ánh sáng nó bị giảm thiểu. Và cái phần ánh sáng như thế này nó khá là ok. Và đây sẽ là cái phần ánh sáng của hai phía hai bên. Đó thì các bác có thấy là cái đường ánh sáng như này nó khá là rộng. Rồi thì để cho cái xe ở phía đằng xa người ta đi qua thì em sẽ dương chế độ pha lên cho các bác coi. Thì cái phần ánh sáng ở chế độ cốt này thì em cực kỳ lưu ý, thì các bác có thể nhìn thấy là cái phần chân ánh sáng của cái chân cốt thì nó có một cái đường ánh sáng dạng ngang và được bo cong mềm mại ở phía hai góc của cái chế độ cốt này, cực kỳ là đẹp. Và cái phần ánh sáng ở giữa mặt đường thì hiện tại ở cái đường bê tông của chỗ em ở đây nó chỉ rộng có 5 mét thôi, cho nên là khi mà quay lên video ấy, thì các bác không thể tận hưởng được tối đa cái phần chế độ cốt khi mà nó soi xuống mặt đường nó sẽ mịn màng và nó đẹp như thế nào. Thì các bác có thể nhìn thấy ở ngay phía trước mặt của chúng ta ở đây thì cái phần mặt đường ở trên video của chúng ta nó được thể hiện khá là xuất sắc. Thì các cái giải màu từ phía chân cốt là chỗ tay em đang chỉ đây cho đến cái phía đường cắt phía đằng xa ở kia thì cái giải màu sắc được thể hiện xuống mặt đường nó khá là chân thật và cái hình ảnh nó khá là mịn màng và đẹp. Vùng sáng từ phía trước mặt của chúng ta là chỗ cái đường cắt ở chân cốt cho đến cả phía đường cắt ở phía đằng xa kia thì nó được trải đều, nó không bị điểm sáng điểm tối, nên là cái đường cốt như thế này, ở cái chế độ cốt như thế này thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn ở trên cabin của chúng ta khi mà dọi xuống mặt đường khá là ok. Ở đây thì em đang quay với một bi các bác nhé, em đang quay với một bi thôi, còn nếu như những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta mà lên được hai bi thì cái độ sáng của nó còn tối ưu hơn. Và bây giờ là em sẽ test cho các bác coi ở cái chế độ pha xem là cái phần ánh sáng nó sẽ là như thế nào. Đó thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng cực kỳ ok khi em thay đổi ở chế độ pha cốt như thế này, cái phần ánh sáng nó cực kỳ là lì lạc. Thì các bác có thể theo dõi cho em là cái phần ánh sáng từ chân cốt cho đến tận cái biển phía đằng xa chỗ cái đèn người ta đang đi đó, thì nó là cả một cái dải sáng liền lạc, nó không bị chỗ tối chỗ sáng, chỗ đậm chỗ nhạt. Thì cái phần ánh sáng như này nó cực kỳ là tối ưu cho chúng ta. Và cái dải màu sắc của MB này khi mà nó chiếu xuống mặt đường thì nó sẽ có cái dải màu sắc dao động từ 5500K cho đến là 5800K. Với cái dải màu sắc dải từ 5500K cho đến là 5800K này, nó sẽ là một dải màu hài hòa. Lý do tại sao em nói nó là một cái dải màu hài hòa, khi chúng ta đi ở cái dải màu 6000K thì nó sẽ cho cái cảm giác cảm quan là nó sẽ sáng hơn cái dải màu này, nhưng nó sẽ không bám đường bằng cái dải màu 5500. Đó, và cái MB này nó sẽ có cái dải màu dao động từ 5500K cho đến là 5800K. Nó sẽ có cái hay là gì, nó sẽ có cái độ bám đường của cái dải 5500 và nó có cái độ sáng, độ sang trọng của cái dải màu 6000K. Nó sẽ là cái phần dải màu trung tính giữa dải màu 5500 và dải màu 6000. Đó thì cái dải màu này nó cực kỳ là tối ưu cho chúng ta. Và bây giờ là em xin phép là em sẽ quay nó sang cái phía bên hông này và em nhấn nó lên. Đó thì các bác có thể nhìn thấy cái nhà phía đằng xa kia đúng không ạ? Và đây là khi xe của chúng ta để ở chế độ cốt thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái nhà ở phía đằng xa kia. Rồi thì em sẽ đợi cái xe này đi qua thì em sẽ dương pha lên. Đó thì khi chúng ta bật pha lên thì chúng ta sẽ nhìn rõ cái nhà ở phía đằng xa kia. Cái điều này nó sẽ cực kỳ là tối ưu cho chúng ta. Cái phần ánh sáng khi mà chúng ta đi đường nó sẽ không gây mất lịch sự cho những cái người ngược chiều. Nó sẽ giúp cho chúng ta cực kỳ là dễ quan sát và cũng rất là lịch sự đối với những cái người đi ngược chiều, họ không gây chói mắt như thế. Đó thì hiện tại thì em đang quay một cái chiếc xe người ta đang đi ngược chiều em.
thì cái chiếc xe này thì họ có lắp cái bóng LED cực kỳ là chói mắt đó. Thì họ đi từ phía đằng xa chúng ta đã chói mắt rồi, và các bác có thể thấy từ nãy đến giờ là những cái người ta đi ngược chiều hoặc là đi cùng chiều thì cái phần ánh sáng này nó chỉ ngang tầm hông của người ta thôi, có nghĩa là từ phần thắt lưng đổ xuống, cho nên là người ta sẽ không cảm thấy chói mắt khi mà người ta đi đối diện từ phía đằng xa kia lại đây đó. Đây là cái phần ánh sáng cực kỳ là tối ưu, nó giúp cho chúng ta vừa quan sát đường tốt vừa lịch sự khi tham gia giao thông chỗ đông người. Và đây là cái phần bi của em đang để ở đây đó, cực kỳ là ok. MB này nó có cái phần thiết kế cực kỳ là hay và hữu hiệu, ở đây thì nó sẽ có cái phần gen để chúng ta lắp lên những cái chiếc xe của chúng ta không cần phải đục. Và bây giờ là em sẽ quay gần lại cho các bác chiêm ngưỡng cái chế độ trợ pha của MB này. Đây là chế độ cốt, thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng nó khá là ok, nó có cái đường cắt xanh LED. Và bây giờ là em bật chế độ pha lên, thì các bác có thể thấy là khi em bật chế độ pha lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái nhân hình tròn nó sáng màu đậm hơn, nó chính là chip LED phụ trợ pha. Cái phần trợ pha này nó sẽ sở hữu là 3 chip LED phụ các bác nhé. Về cái phần ánh sáng của chế độ pha như thế này nó khá là cao, và cái phần ánh sáng trợ pha có cái màu đậm như thế này thì khi chúng ta dương xa lên thì nó sẽ rất là ok, nó sẽ bám được. Đó, thì bây giờ là em sẽ dơ cao lên. Đó, thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng như này cực kỳ ok. Rồi thì em sẽ phải hạ cốt xuống. Tối nay cái quãng đường này nó khá là đông người đi lại, cho nên là em test video nó không được mượt mà như mọi khi. Rồi thì bây giờ là em sẽ dương pha lên một lần nữa cho các bác coi. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy là cái nhà phía đằng xa kia, khi mà em dương pha lên sẽ nhìn rõ. Đó, em hạ cốt xuống. Khá là ok. Và xin thưa với các bác là cái biển ở phía đằng xa kia thì từ đây đến cái biển kia nó sẽ rơi vào tầm 270m. Thì cái chế độ cốt như thế này nếu mà em dương cao lên thì vẫn thấy cái biển ở phía đằng xa kia. Cái điều này nó chứng tỏ là cái phần ánh sáng của MB này khá là mạnh ở trong cái tầm giá. Ở đâu đó cái phân khúc mà chỉ trên 3 triệu một xíu mà chúng ta được sở hữu một cặp bi như này thì quá là phê các bác ạ. Đó. Thì em sẽ bật chế độ pha cốt liên tục này để các bác có thể theo dõi là cái phần ánh sáng nó không bị giảm sút khi mà chúng ta bật pha cốt như thế này. Nó cực kỳ ok. Rồi em xin phép tạm dừng video ở đây. Nếu như anh em có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp theo em theo cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình, thì bên em sẽ ship COD đến tận tay cho các bác, và bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật khi mà các bác muốn độ lên những cái chiếc xe máy thân yêu hoặc là những cái chiếc xe ô tô, thì bên em sẽ có kỹ thuật hướng dẫn tận tình chu đáo cho các bác. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào các bác.